Xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay 25 tây tháng 9 2020, em lên lô máy 12 cây. 12 cây tầm giá trung bình cho bà con và anh em về xài dùng gia đình. Con máy đầu tiên là con D1. Con D1 là giá 1,2 triệu anh em. Con D1 này là Echo, dòng máy Echo. Echo 220. Xài chế zin luôn nha anh em. Cái dòng máy Echo này là nó chạy rất là bền. Nòng 32 ly. Giá mềm cho bà con về xài ha. Con này là tum nhôm luôn nha anh em. Tum nhôm. Cản cỏ zin luôn nha. Đầu bò zin, cản cỏ zin. Tiếp theo con D2. Con D2 là 1,2 triệu. Dòng này là dòng Echo Qgit. Nòng 32 ly. Bao đẹp luôn anh em ơi. Tum này tum nhôm luôn nha. Đây là con Echo 209. Cho anh em về xài gia đình, cắt cỏ vườn, phát cước là cũng ok luôn nha. Đây là hai cục máy. Hai cục máy thì em bán đầu máy xong nha. Đầu máy này đã dọn nổ rồi hết rồi. Em đã lên chế 260 mới cho nhẹ nổ cho anh em luôn nha. Hai em. Đây là dòng Kawasaki. Đây là con D3. D3 giá 1,2 triệu luôn nha anh em. Cái này em đã lên chế 260 hết rồi. Nhẹ nổ về anh xe, anh em về chỉ là việc là xài đó. Máy còn đẹp. Tum này là tum nhôm hết nha anh em. Cần zin luôn. Con này nòng 32 ly luôn. Những cái dòng máy này á là đời trước nha anh em. Áo nhôm, áo sắt. Nhưng mà nhạy nổ, bao bền mà còn khỏe nữa. Tiếp theo là con D4. Đây con D4 là dòng máy đời mới. Đời mới thì áo nhựa hết nha anh em. Đẹp mắt. Đẹp mắt luôn. Đây là tum gời, tum nhôm, tum gời. Đây là con Magu 20. Xài chế xăng quanh gồ. Những cái dòng đời mới thì nó thường hay là dùng chế xăng ngang, chế xăng quanh gồ, tiết kiệm xăng. Con này là 20cc dòng nòng 30 ly nha anh em. Magu 20. Máy này còn đẹp. Con này là con D5. Con này là dòng Makita nha anh em. Makita hộp. Xài chế xăng ngang luôn nha anh em. Le đỏ. Cần zin, đầu bò zin, cản cỏ zin hết. Có tay ga bóp để em thay mới luôn nha anh em. Đây là những dòng máy đời mới. Đầu máy được xăng nào vậy? Con này là con Magu 22. Rồi, ok. Con này là con D6. Con D6 này em bán giá 1,3 triệu nha anh em. Những cái dòng máy này thì nó rất là nhẹ. Bao nhẹ luôn. Về cho chị em phụ nữ rồi xài. Người già rồi cũng dễ. Những cái dòng máy này là nó xài chế quanh gồ hết nha anh em, hai kim.
Con này là con D, D7, giá 1,3 triệu. Magu 20, nồng 30 ly. Những cái dòng máy này là em bán đồng giá hết nha. Magu 20, D9, D6, D7, D8, D9, tất cả đều là Magu 20 hết nha anh em. Những cái dòng máy đời mới. Con này là con D10. Con này là dòng Kiwis nha anh em. Kiwis 24. Con này em bán giá 1,5 triệu. Con này quá đẹp luôn. Con này là Kiwis đời mới. Con này xài tôm nhựa. Ủa tôm nhôm luôn anh em ơi. Con này xài tôm nhôm. Con này 24cc, nồng 32 ly nha. Bình xăng còn trắng tư luôn. Tiếp theo là con D12. Con này là con Hitachi. Hitachi Echo. Xả chế sang ngang luôn nha anh em. Con này 21cc, nồng 32 ly. Con này có mặt giật trợ lực luôn. Mặt giật trợ lực thì nó sẽ có hai dây thiều nha anh em. Nó rất là nhẹ giật. Hitachi. Cần zin luôn nha anh em. Hitachi. Tiếp theo là con D11. Con D11 với con D12 nó giống y gan nhau hả anh ơi. Nghe anh em, mặt giật trợ lực, nồng 32 ly. Rồi tiếp theo em sẽ test máy cho anh em xem nha. Đầu tiên là con Echo. Con đời cũ nó thường hay bốc hơn mấy con đời mới nha anh em. Con này bị nghẹt xăng anh em ơi, không qua xăng rồi. Anh em có chốt con này thì em sẽ chỉnh lại nha.
cả máy thì nhảy nổ nha anh em, chỉ có con màu vàng là nó bị ngạt xăng à. Có gì nữa em chỉnh rồi sao. Hôm nay là 12 cái máy, đời mới đời cũ gì cũng có hết nha anh em. Có hai đầu máy này là em bán là 800k một đầu nha, đã test nổ ok hết rồi. Anh em khi mà xem clip của em, anh em cho em xin một like và một share chia sẻ nha. Nhớ nhấn chuông vàng khi mà em lên clip anh em xem được clip của em, và nhắn thông báo cho em nha. Số điện thoại của em là 0946 626 585, cũng là Zalo của em luôn nha. Em là Chí Công, Facebook của em cũng là Chí Công luôn nha, chuyên máy cắt cỏ Nhật Bãi. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn và anh em đã xem clip nha.